Mến chào các em, thầy tên là Trần Minh Tuyết, là giáo viên bộ môn hóa học. Hiện thầy đang công tác tại trường trung học cơ sở Phước Đông, huyện Cần Đước. Thầy rất vui khi được tiếp tục đồng hành với các em trong chương trình hôm nay. Các em thân mến, các em đã được học các chủ đề về oxit, axit, bazơ. Hôm nay, thầy và các em cùng tìm hiểu một chủ đề nữa về các hợp chất vô cơ, đó là chủ đề muối. Đây là chủ đề khó với nhiều nội dung, do vậy các em cần hết sức chú ý và ghi chép cẩn thận để học tốt chủ đề này. Trước khi đi vào chủ đề, thầy và các em cùng ôn lại một số kiến thức đã học ở môn hóa học lớp 8. Đó là khái niệm về muối. Phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. Công thức hóa học của muối gồm kim loại kết hợp với gốc axit. Ví dụ, muối natri carbonat, kim loại là natri, gốc axit là gốc carbonat hóa trị 2. Muối magie clorua, kim loại là magie, gốc axit là gốc clorua. Về tính tan của các chất trong nước, hầu hết các axit tan được trong nước, trừ axit silicic. Công thức hóa học H2SiO3. Bazơ tan là các bazơ kali hydroxit, natri hydroxit, bari hydroxit, còn canxi hydroxit ít tan. Bazơ không tan là các bazơ còn lại như đồng 2 hydroxit, sắt 2 hydroxit, sắt 3 hydroxit. Tất cả muối nitrat đều tan. Hầu hết muối clorua tan, trừ bạc clorua không tan. Phần lớn muối sunfat tan, trừ muối bari sunfat, chỉ 2 sunfat không tan. Các muối carbonat, các muối phosphat, các muối sulfit đa số không tan, trừ muối của natri, kali. Đây là những kiến thức quan trọng để các em hiểu và học tốt chủ đề muối. Nội dung chủ đề muối gồm 5 phần. Phần 1, tính chất hóa học của muối. Phần 2, phản ứng trao đổi trong dung dịch. Phần 3, một số muối quan trọng. Phần 4, phân bón hóa học. Phần 5, bài tập vận dụng. Cụ thể, chúng ta tìm hiểu tính chất hóa học của muối. Muối có tác dụng với kim loại không? Chúng ta tìm hiểu thí nghiệm sau. Ngâm một đoạn dây đồng trong dung dịch bạc nitrat không màu. Công thức hóa học là AgNO3. Các em quan sát và nêu hiện tượng xảy ra. Hiện tượng là có kim loại màu xám bạc bám ngoài dây đồng, dung dịch ban đầu không màu chuyển dần sang màu xanh, chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra. Kim loại màu xám bạc sinh ra chính là kim loại bạc và dung dịch có màu xanh do tạo thành muối đồng 2 nitrat. Phương trình hóa học của phản ứng. Đồng tác dụng với bạc nitrat tạo thành đồng 2 nitrat và kim loại bạc. Ở phản ứng này, đồng đã đẩy bạc ra khỏi dung dịch muối bạc nitrat, chứng tỏ đồng hoạt động hóa học mạnh hơn bạc. Tương tự vậy, kẽm cũng hoạt động hóa học mạnh hơn đồng. Các em hãy viết phương trình hóa học. Kẽm tác dụng với đồng 2 sunfat tạo thành kẽm sunfat và kim loại đồng. Vậy chúng ta kết luận, dung dịch muối có thể tác dụng với một số kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. Điều kiện để phản ứng giữa dung dịch muối và một số kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới là kim loại đó không tan trong nước ở điều kiện thường và kim loại đó phải hoạt động hóa học mạnh hơn kim loại trong muối. Để biết kim loại hoạt động hóa học mạnh hay yếu, các em sẽ được tìm hiểu ở chương 2 kim loại. Muối có tác dụng với axit không? Các em hãy quan sát thí nghiệm.
nhỏ dung dịch axit sulfuric không màu vào ống nghiệm có sẵn dung dịch barichlorua không màu. Các em quan sát và nêu hiện tượng. Hiện tượng thu được đó là có kết tủa trắng xuất hiện, chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra. Và chất kết tủa trắng này chính là barisulfat. Đây là một chất không tan trong nước và có màu trắng. Chúng ta có thể dùng dung dịch barichlorua làm thuốc thử để phân biệt axit sulfuric với các axit khác. Phương trình hóa học của thí nghiệm. Barichlorua tác dụng với axit sulfuric tạo thành barisulfat kết tủa và axit clohydric. Ở phản ứng này, các em sẽ thấy được bari và hydro đã hoán đổi vị trí cho nhau để tạo thành sản phẩm là barisulfat và axit clohydric. Các em cần lưu ý để viết phương trình hóa học. Không những muối tan được trong nước tạo thành dung dịch có thể tác dụng với dung dịch axit, mà các muối không tan trong nước cũng tác dụng được với axit. Ví dụ, cho muối canxi carbonate tác dụng với axit clohydric. Các em hãy viết phương trình hóa học. Ở phản ứng này, canxi và hydro đã hoán đổi vị trí cho nhau để tạo thành muối canxi clorua và axit carbonic. Tuy nhiên, axit carbonic là một axit yếu, không bền, sẽ bị phân hủy thành nước và khí carbon dioxide. Do vậy, sau phản ứng có tạo thành sản phẩm axit carbonic thì các em phải viết thành nước và khí carbon dioxide. Để cân bằng, chúng ta đặt hệ số 2 phía trước công thức hóa học của axit clohydric. Vậy chúng ta kết luận muối có thể tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối mới và axit mới. Để phản ứng này xảy ra thì các em lưu ý sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc chất khí. Muối có tác dụng với muối không? Các em hãy quan sát thí nghiệm. Nhỏ dung dịch bạc nitrat không màu vào ống nghiệm có sẵn dung dịch natri clorua không màu. Các em hãy nêu hiện tượng quan sát được. Hiện tượng quan sát được đó là có chất kết tủa trắng xuất hiện, chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra. Và chất kết tủa trắng này chính là bạc clorua, công thức hóa học AgCl. Chất này không tan trong nước và có màu trắng. Chúng ta có thể dùng dung dịch bạc nitrat làm thuốc thử để nhận biết dung dịch muối clorua với các dung dịch muối khác. Phương trình hóa học của thí nghiệm. Bạc nitrat tác dụng với natri clorua tạo thành bạc clorua kết tủa và natri nitrat. Ở phản ứng này, bạc và natri đã hoán đổi vị trí cho nhau để tạo thành sản phẩm là bạc clorua và natri nitrat. Tương tự như vậy, dung dịch muối natri sulfat cũng tác dụng được với dung dịch muối barichlorua. Các em hãy viết phương trình hóa học. Natri và bari đã hoán đổi vị trí cho nhau để tạo thành sản phẩm barisulfat kết tủa và natri clorua. Để cân bằng, chúng ta đặt hệ số 2 phía trước công thức hóa học của natri clorua. Ngoài dùng dung dịch barichlorua để làm thuốc thử nhận biết dung dịch axit sulfuric với các axit khác, thì chúng ta có thể dùng dung dịch barichlorua để nhận biết dung dịch muối sulfat với các muối khác. Chúng ta có kết luận dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch muối tạo thành hai muối mới. Và để phản ứng này xảy ra, các em lưu ý sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa.
Muối có tác dụng với 3 giờ không? Các em quan sát thí nghiệm. Cho từ từ dung dịch đồng 2 sunfat màu xanh vào cốc đựng sẵn dung dịch natri hydroxit không màu. Các em hãy nêu hiện tượng quan sát được. Hiện tượng quan sát được đó là có chất kết tủa màu xanh lơ xuất hiện, chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra. Chất kết tủa màu xanh lơ chính là đồng 2 hydroxit, là một chất rắn màu xanh lơ và không tan trong nước. Chúng ta có thể dùng dung dịch 3 giờ làm thuốc thử để phân biệt dung dịch muối đồng và các dung dịch muối của các kim loại khác. Phương trình hóa học của thí nghiệm. Đồng 2 sunfat tác dụng với natri hydroxit tạo thành đồng 2 hydroxit kết tủa và natri sunfat. Ở phản ứng này cũng xảy ra sự hoán đổi vị trí giữa đồng và natri để tạo thành sản phẩm là đồng 2 hydroxit và natri sunfat. Tương tự như vậy, dung dịch natri carbonate cũng tác dụng được với dung dịch bari hydroxit. Các em hãy viết phương trình hóa học. Natri và bari đã hoán đổi vị trí cho nhau để tạo thành sản phẩm bari carbonate kết tủa và natri hydroxit. Để cân bằng, chúng ta đặt hệ số 2 phía trước công thức hóa học natri hydroxit. Vậy chúng ta kết luận, dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch 3 giờ tạo thành muối mới và 3 giờ mới. Điều kiện để xảy ra phản ứng này là sản phẩm sinh ra phải có chất kết tủa. Các em đã biết một số muối bị phân hủy. Ví dụ, kali clorat phân hủy thành kali clorua và khí oxy. Canxi carbonat phân hủy thành canxi oxit và khí carbon dioxide. Các em hãy nhìn lại các phản ứng sau. Đây là các phản ứng giữa dung dịch muối với dung dịch axit. Phản ứng giữa dung dịch muối với dung dịch muối. Phản ứng giữa dung dịch muối với dung dịch 3 giờ. Ở các phản ứng này, các em thấy được các chất trao đổi thành phần với nhau để tạo thành sản phẩm. Thì những phản ứng như thế này, chúng ta gọi là phản ứng trao đổi. Chúng ta tìm hiểu sang phần 2, phản ứng trao đổi trong dung dịch. Vậy phản ứng trao đổi trong dung dịch là gì? Phản ứng trao đổi trong dung dịch là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch đó là sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc sản phẩm tạo thành có chất khí. Khi viết phương trình hóa học xảy ra phản ứng trao đổi, các em phải chú ý điều kiện phản ứng. Thầy lưu ý với các em, phản ứng trung hòa cũng là phản ứng trao đổi, nhưng không có sinh ra chất kết tủa hay chất khí, và phản ứng trung hòa luôn luôn xảy ra. Muối có vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất. Chúng ta tìm hiểu sang phần 3, một số muối quan trọng. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về muối natri clorua. Muối natri clorua có công thức hóa học là NaCl, tên thường gọi là muối ăn. Còn muối kali nitrat các em sẽ tự tìm hiểu tự đọc trong sách giáo khoa trang số 35. Muối natri clorua trong tự nhiên có ở đâu? Chúng ta tìm hiểu phần 1, trạng thái tự nhiên. Trong tự nhiên natri clorua có rất nhiều. Đó là ở dạng hòa tan trong nước biển. Đây là hình ảnh biển chết, nơi có hàm lượng muối trong nước rất cao. Biển chết là một hồ nước mặn nằm ở giữa biên giới của Israel
Palestine và Jordan. Nếu khai thác hết lượng muối ở Biển Chết thì đủ dùng cho 60 tỷ người trong vòng 10.000 năm. Bao quanh đất liền là các đại dương. Nếu toàn bộ nước trong đại dương bốc hơi, ta sẽ thu được lượng muối natri clorua khổng lồ, đủ để rải trên bề mặt trái đất một lớp muối có bề dày lên đến 37 mét. Ngoài ở dạng hòa tan trong nước biển, muối natri clorua còn có trong các mỏ muối. Đây là hình ảnh mỏ muối ở Đức. Đây là hình ảnh mỏ muối ở Nga. Vậy muối natri clorua được khai thác như thế nào? Ở những nước có biển hoặc hồ nước mặn, người ta khai thác muối natri clorua từ nước mặn, cho nước mặn bay hơi từ từ, thu được muối. Ở Việt Nam chúng ta cũng khai thác muối natri clorua bằng cách đó. Thầy giới thiệu các em quy trình, quá trình khai thác muối. Đầu tiên, chuẩn bị ruộng làm muối. Kế đến, dẫn nước biển vào ruộng muối. Để nước trong nước biển bay hơi từ từ, ta sẽ thu được muối kết tinh. Sau khi thu được muối kết tinh, tiến hành đưa vận chuyển muối vào kho để bán cho các thương lái, các xí nghiệp. Các thương lái, xí nghiệp mua muối về tinh chế muối và trải qua quá trình kiểm tra chất lượng để tiêu thụ ngoài thị trường. Với những nơi có mỏ muối, người ta khai thác bằng cách đào hầm, khoan các giếng sâu, xuyên qua các lớp đất đá đến mỏ muối, tiến hành khai thác muối. Khi thu được muối, sẽ tiến hành nghiền nhỏ và tinh chế. Đây là hình ảnh khai thác muối tại mỏ muối. Vậy, muối natri clorua có những ứng dụng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu. Muối natri clorua dùng để làm gia vị và bảo quản thực phẩm. Nhưng mà khi sử dụng muối natri clorua, các em chú ý, sử dụng lượng vừa phải, sử dụng nhiều có thể làm tăng huyết áp hoặc gây ra các bệnh tim mạch. Điện phân nóng chảy muối natri clorua sẽ thu được natri dùng để chế tạo hợp kim chất trao đổi nhiệt, sinh ra khí clo. Còn nếu điện phân dung dịch natri clorua, chúng ta sẽ thu được natri hypochlorite, đây là chất tẩy trắng, chất diệt trùng. Natri hydroxide dùng để chế tạo xà phòng, dùng trong công nghiệp giấy. Khí hydro dùng làm nhiên liệu, dùng làm bơ nhân tạo, sản xuất axit clohydrate. Khí clo dùng để sản xuất chất dẻo PVC, chất diệt trùng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, dùng để sản xuất axit clohydrate. Từ natri clorua điều chế ra natri hydrocarbonate, natri carbonate dùng để sản xuất thủy tinh, chế tạo xà phòng, chất tẩy rửa tổng hợp. Muốn cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, chúng ta phải bón phân cho cây. Có nhiều loại phân bón, thí dụ như phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, vân vân. Chúng ta cùng tìm hiểu một loại phân bón đó, chính là phân bón vô cơ. Phân bón vô cơ thì còn được gọi là phân bón hóa học. Phân bón hóa học được chia làm các loại. Thứ nhất đó là phân bón đơn, chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng nitơ, phốt pho, kali. Phân bón đơn gồm phân bón đạm chứa nguyên tố dinh dưỡng là nitơ, phân lân chứa nguyên tố dinh dưỡng là phốt pho, phân kali chứa nguyên tố dinh dưỡng là kali. Ví dụ một số loại phân đạm như ure công thức hóa học là CO NH2 tất cả hai lần, amoni nitrat, amoni sulfat. Ví dụ một số phân lân như canxi phosphat, canxi dihydrophosphat. Một số phân kali như kali clorua, kali sulfat. Loại phân bón hóa học thứ hai đó là phân bón kép. Phân bón kép chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng nitơ, phốt pho, kali. Phân bón kép được tạo ra bằng cách trộn các phân bón đơn với nhau như là phân NPK hoặc tổng hợp bằng phương pháp hóa học như là kali nitrat, amoni hydrophosphat. Loại phân bón thứ ba đó là phân bón vi lượng. Phân bón vi lượng có chứa một số nguyên tố như bo, kẽm, mangan ở dạng hợp chất.
Cây cần rất ít nhưng mà rất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Thầy và các em cùng tìm hiểu về chủ đề muối. Đó là tính chất hóa học của muối. Dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. Muối tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối mới và axit mới. Dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch muối tạo thành hai muối mới. Dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới. Một số muối bị phân hủy. Khi viết phương trình hóa học của muối, các em lưu ý phải thỏa mãn các điều kiện của phản ứng xảy ra. Chúng ta đã tìm hiểu phản ứng trao đổi chung dung dịch, đó là định nghĩa và điều kiện xảy ra phản ứng. Chúng ta đã tìm hiểu về một số muối quan trọng, đó là muối natri clorua, gồm trạng thái tự nhiên, cách khai thác, ứng dụng. Và cuối cùng đã tìm hiểu về phân bón, đó là phân bón đơn, phân bón kép và phân bón vi lượng. Để vận dụng tốt hơn những kiến thức các em vừa học, thầy và các em cùng giải một số bài tập sau. Bài tập 1. Có những dung dịch muối sao, maize nitrat, đồng 2 clorua. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với A. Dung dịch natri hydroxit, B. Dung dịch axit clohydrate, C. Dung dịch bạc nitrat. Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học xảy ra. Để giải được bài tập 1, các em sẽ phải vận dụng tính chất hóa học của muối. Đó là muối tác dụng với bazơ, muối tác dụng với axit, muối tác dụng với muối. Tác dụng với dung dịch natri hydroxit, đây là một bazơ. Do vậy, muối để tác dụng với dung dịch bazơ thì sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa. Với hai chất đề cho, ta thấy được cả hai chất đều tác dụng được với natri hydroxit vì sản phẩm tạo thành có chất kết tủa. Phương trình hóa học. Để tác dụng với dung dịch axit clohydrate thì sản phẩm tạo thành phải có chất khí hoặc chất kết tủa. Với hai chất đề cho, khi cho tác dụng với axit clohydrate không có sinh ra chất khí, không có sinh ra chất kết tủa, do vậy không có phản ứng xảy ra, không có chất nào cả. Để tác dụng với dung dịch muối bạc nitrat thì sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa. Trong hai muối đề cho, chỉ có muối đồng 2 clorua tác dụng được với bạc nitrat để tạo thành kết tủa bạc clorua. Do vậy chỉ có đồng 2 clorua tác dụng được. Phương trình hóa học. Chúng ta sang bài tập số 2. Các em đã được học về oxit, đó là oxit bazơ, oxit axit. Đã được học về axit bazơ và vừa được học về muối. Thì các hợp chất vô cơ này có thể chuyển hóa lẫn nhau. Từ oxit bazơ có thể phản ứng để tạo thành muối bằng cách chúng ta cho oxit bazơ tác dụng với axit. Từ oxit axit có thể phản ứng tạo thành muối khi chúng ta cho oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ. Từ oxit bazơ có thể tạo thành bazơ bằng cách chúng ta cho một số oxit bazơ tan tác dụng với nước, ta sẽ tạo được dung dịch bazơ. Từ bazơ có thể điều chế ra oxit bazơ bằng cách bazơ không tan, nhiệt phân sẽ ra oxit bazơ. Từ oxit axit có thể tạo ra axit bằng cách tác dụng với nước. Từ bazơ để tạo thành muối, chúng ta cho dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối và phải thỏa mãn điều kiện của phản ứng trao đổi. Từ dung dịch muối, chúng ta có thể điều chế ra bazơ bằng cách cho dung dịch muối tác dụng với dung dịch bazơ. Từ muối, chúng ta có thể điều chế ra axit bằng cách
cho muối tác dụng với dung dịch axit. Và ngược lại, từ axit chúng ta có thể tạo thành muối bằng cách cho axit tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ hoặc muối. Đây là sơ đồ chuyển đổi giữa các hợp chất vô cơ. Dựa vào sơ đồ, các em hãy viết các phương trình hóa học minh họa cho sơ đồ chuyển đổi trên. Vậy các em hãy vận dụng tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối để chọn các chất phù hợp và viết các phương trình hóa học. Ở đây thầy chỉ gợi ý vài phương trình hóa học để các em biết cách viết, còn những phương trình còn lại các em hãy tự viết và nhờ giáo viên bộ môn sửa cho các em nhé. Phương trình số 1, thầy chọn đồng hai oxit tác dụng với axit clohydric. Phương trình số 2, thầy chọn carbon dioxide tác dụng với dung dịch natri hydroxit. Phương trình số 3, thầy chọn kali oxit tác dụng với nước. Các em sẽ viết những phương trình còn lại. Chúng ta sang bài tập số 3. Có 3 lọ không nhãn. Mỗi lọ đựng một dung dịch muối sao barinitrat, natri sulfat, natri clorua. Bằng phương pháp hóa học, em hãy nhận biết các chất đựng trong mỗi lọ, viết các phương trình hóa học. Để nhận biết 3 dung dịch muối này, các em hãy vận dụng tính chất hóa học của muối vừa học được để nhận biết. Trong ba muối đề cho, các em nhận ra ngay có dung dịch muối natri sulfat. Chúng ta có thể dùng dung dịch bariclorua để nhận biết dung dịch muối natri sulfat. Với hiện tượng phản ứng chính là có kết tủa barisulfat màu trắng không tan trong nước. Còn lại hai dung dịch muối là dung dịch muối barinitrat và dung dịch muối natri clorua. Chúng ta sẽ sử dụng dung dịch natri sulfat vừa nhận được để nhận biết dung dịch muối barinitrat. Cũng với hiện tượng là có xuất hiện kết tủa màu trắng barisulfat, còn lại sẽ là dung dịch natri clorua. Bài tập 3 được giải như sau. Lấy mỗi chất một ít để làm mẫu thử ở mỗi lần thí nghiệm. Nhỏ từ từ dung dịch barinitrat vào 3 mẫu thử trên. Mẫu thử phản ứng xuất hiện chất kết tủa trắng là dung dịch natri sulfat. Còn lại hai dung dịch, chúng ta nhỏ từ từ dung dịch natri sulfat vào 2 mẫu thử còn lại. Mẫu thử phản ứng xuất hiện chất kết tủa trắng là dung dịch barinitrat. Mẫu thử còn lại là dung dịch natri clorua. Và các em sẽ viết hai phương trình hóa học xảy ra. Ở bài nhận biết ở bài tập 3 này, các em có thể tìm được cách giải khác. Và các em hãy tự tìm nhé. Thầy và các em đã tìm hiểu xong chủ đề về muối. Thầy có một số dặn dò sau. Các em hãy xem lại các nội dung của chủ đề để hiểu hơn về chủ đề. Các em tiếp tục giải những bài tập còn lại của chủ đề muối ở sách giáo khoa hóa học chính. Khi giải bài tập gặp khó khăn, các em hãy liên hệ với giáo viên bộ môn để các thầy cô hỗ trợ. Và các em chuẩn bị bài cho chủ đề tiếp theo. Bài học hôm nay kết thúc. Thầy chúc các em luôn vui, khỏe và học tốt. Thân mến chào các em.